Rồi thì hiện tại mình đang soạn một cái đơn hàng combo 20 cặp, ý lộn, combo 2 cặp thôi các bạn ơi. 2 cặp combo siêu tay bơi sẽ về cho anh Thanh ở huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. Thì anh này lúc trước là anh có ủng hộ của mình là 10 cặp Wilco Gen rồi. Thì hôm nay anh quay trở lại, ảnh mua của mình là 2 cặp combo siêu tay bơi ha, với lại là thêm một con máy nữa, thì tổng cộng là đơn hàng của ảnh là 3 con máy với lại là 2 con trống. Rồi ok, thì hiện tại bây giờ là mình đang đi soạn cá cho ảnh đây. Thì mình soạn riêng từng hồ, thì như các bạn đang thấy đây, những cái hồ trống ở đây thì mình nuôi á là mình không có oxy vô xiết gì hết trơn các bạn ơi, cứ vậy là nuôi thôi. Trống máy thì mình tách riêng ra, khi mà mình soạn cá cho các bạn á mình sẽ đi giáp vòng cái dàn hồ của mình luôn. Thì con nào ok á mình sẽ soạn ra riêng một cái khay riêng để mình gửi đi cho các bạn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ vô mình đóng cá của ảnh đây. Đó các bạn thấy nhiều khi mấy con trống mình là cho an toàn trùng chỉ không, đưa tay xuống ra nó bu là nhìn đẹp ghê các bạn. Thì có một số con trống này nó tơ quá, với lại nó chưa có lên lưng, với lại tay bơi nó cũng chưa có to nữa, cho nên là những con đó mình để là mình dưỡng tiếp chứ mình không có gửi cho các bạn nha. À thì sẵn đây mình cũng xin báo luôn ha, thì giờ mình sẽ nói sơ sơ về cái giá của cái combo siêu tay bơi này. Hiện tại bên mình đang bán lẻ là 200 trên một cặp, và combo 4 cặp sẽ là 600. Nó thì do là cái một số cái quy định nó hơi bị hạn chế, cho nên là mình không có báo giá công khai ở trên comment và cũng như là cái phần mô tả của video ha. Rồi cá thì soạn xong rồi, bây giờ mình cho vô trong túi với lại bơm oxy tươi. Cái nước xanh xanh là super one để dưỡng cá chứ không phải là cái nước dơ đâu nha các bạn ha. Rồi ok, thì cá là mình đã vô túi, bây giờ mình đóng thùng xốp để mình gửi đi cho khách ha. Đó, cá rất là sung, rất là khỏe luôn. Thì cái đơn hàng này á, là mình có 2 con ốc táo đây, mình đóng mình cho anh luôn. Tại vì ốc táo mình cũng tùy lắm các bạn ơi, có khi có khi không, có khi là mấy bạn học sinh nó vô dớt hết trơn à. Còn như khi còn á, thì mình sẽ tặng, mình cho các bạn, còn nếu mà hết thì thôi mình không có hứa nha. Đó thì bây giờ mình sẽ chạy mình đem mình gửi cái đơn ra ngoài CNT để giao tận nhà cho ảnh luôn. Thì hôm nay là do là mình cũng khá bận luôn, mình cũng tranh thủ mình gửi cái đơn này cho xong đi, chứ để chiều mà mưa quá thì đi gửi vất vả lắm các bạn ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ đem CNT mình gửi. Rồi cảm ơn tất cả các bạn nha, và cũng cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến anh Thanh đã ủng hộ của mình đơn lần thứ 2 Dumbo siêu tay bơi. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều.